Mục vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm câu chuyện đức tin, lòng tin tuyệt đối. Chuyện ngụ ngôn kể về hai người bạn cùng tin kính Chúa. Mỗi người trồng một cây olive để có trái ăn và có dầu sử dụng. Khi đã trồng được vài hôm, người thứ nhất nghĩ rằng cây olive của mình cần có mưa để rễ cây đâm sâu hơn. Nên ông cầu xin Chúa cho mưa xuống, và đã có trời mưa. Ông lại tiếp tục cầu nguyện: Chúa ơi, cây olive của con cần ánh sáng để lá nó được xanh tươi. Ngày hôm sau, trời nắng chói chang. Ông lại nghĩ, cần có sương mốc để nuôi dưỡng những lá non của nó. Ông cầu nguyện như thế và đem đến đầy sương. Thế nhưng một buổi chiều nọ, cây olive của ông đã chết. Ngày hôm sau, ông đến thăm người bạn của mình và nhận thấy cây olive của người kia rất tốt tươi. Ông bèn nói, tôi đã cầu xin Chúa cho mưa, cho ánh sáng, cho sương mốc, nhưng cây của tôi đã chết. Còn anh cầu Chúa thế nào mà cây của anh tươi tốt thế? Người bạn kia trả lời, tôi chỉ xin phó thác cây của mình cho Chúa. Ngài đã tạo nên nó, Ngài biết rõ nó cần những gì hơn là tôi biết. Lời cầu nguyện của tôi là, Chúa ơi, hãy ban những gì nó cần, dù là giông bão hay ánh nắng, mưa gió hay hạn hán. Và cây olive của tôi đã rất tốt. Chúng ta thường tự nghĩ là mình tin cậy Chúa, nhưng ít ai can đảm thật sự phó thác cuộc sống mình cho sự dẫn dắt của Ngài. Ta chỉ nhìn thấy những gì mình cần trong sự hiểu biết hạn hẹp của ta, mà không hiểu rằng Đức Chúa Trời biết ta cần những gì hơn cả ta biết. Vì thế ta chỉ vui khi đón nhận những hoàn cảnh vừa lòng mình, và trở nên chán nản khi ta không đạt được điều mình mong ước. Ngài dùng tất cả những kinh nghiệm ngọt ngào hay cay đắng để chúng ta trưởng thành hơn trong Ngài. Chỉ có niềm tin tuyệt đối mới có thể giúp chúng ta sức mạnh chịu đựng những bài học dường như khó chấp nhận ấy. Nhưng Ngài luôn là người thầy vĩ đại, đấng chăn chiên hiền lành. Ngài hiểu mọi nhu cầu của chúng ta. Ông Gióp đã bày tỏ trong Gióp đoạn 13 câu 15a: Dẫu Chúa giết ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài. Amen.